ra là một ngày đẹp trời rồi. Hà Nội cuối cùng đã kết thúc cái đợt mưa gió và đã chuyển sang mùa nắng rồi, chuyển sang đợt nắng nắng ấm. Bây giờ là mình sáng nay thì có một vài điều mình sẽ làm với em này, đấy là đi đi đổ xăng, đi thay dầu. Chắc là mình sẽ phải để còn bảo dưỡng xe, chắc mình sẽ phải để một hai hôm nữa. Có khi là để đến khi mà mình người yêu mình đi Sapa, mình để xe ở nhà để bảo dưỡng độ 2-3 hôm cho nó trọn vẹn. Đêm hôm qua nằm mất ngủ xem thì thấy là FZ25 này có một số cái nó cần phải căn chỉnh, bởi vì nói chung là nó cũng không được quá 100%. Đấy là có một số cái cần phải căn chỉnh và mình cũng có cảm nhận được những cái đấy luôn. Điều đầu tiên là cái ốc cốt góc sau của xe nó đi được độ vạn rưỡi 2 vạn là nên kiểm tra, vì nhiều anh em đi là nghĩa là khi mà mình vào cua ấy mà mình có ôm ấy là mình sẽ cảm giác bánh xo lắc 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 lắc. Đấy là cái bạc đạn gấp, bạc đạn gấp là nó bị tới đó. Đấy là sẽ phải kiểm tra lại cái đấy. Một cái nữa là cái tình trạng mà xe đi số 2 khi mà bắt đầu ga lên nó rung. Cái đấy thì mình đọc thì mình thấy bảo là chỉ thay dầu thôi là hết, thế nên là mình hôm nay mình sẽ đi chạy thử đi thay dầu trước. Còn đúng là cái xe này ấy, thì cái vấn đề mà khi mà vào cua ấy, thì tính mình thì cũng không phải là thằng thích vào cua gắt rồi, nhưng mà lúc mà vào cua cái xe này mình không được tự tin cho lắm. Một phần là bởi vì nó cao, một phần là bởi vì nó cao quá, thế nên là mình cảm giác là nó cứ bị chơi với. Nó cao mà sang mà nhẹ, thế nên là cảm giác nó cứ bị chơi với, cái trọng tâm của nó không được thấp, trọng tâm nó hơi cao. Đấy là nhất, cái thứ hai là một phần là do cái bạc đạn gấp của mình nó cũng tới rồi. Mình sẽ phải mang đi mình kiểm tra, mình có gì nếu mà cần thì mình sẽ thay thế luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ phi xuống GAG Moto ở dưới Trương Định để thay dầu. Thật ra trước ở Hà Nội mình cũng không biết có bên nào thay, tức là nhiều bên, rất nhiều bên, nhưng mà mình đợt trước đi MT3 mình đi 300V, nhưng bây giờ mình đổi sang mình sẽ đi nghĩa là cái lần thay dầu cuối cùng của MT3 trước khi bán xe ấy, là mình thay Fuxicolin thì ngày trước mình cũng đã đi rồi, đi rất là nhiều rồi, mình thấy rất là ok, nên là bây giờ mình sẽ lại đi tiếp Fuxicolin nữa. Mà Fuxicolin thì mình thấy ở Hà Nội ít bên có quá. Họ bây giờ bán toàn cái gì ấy, toàn ông nào cũng đổi ra 300V bán cho nó dễ bán, cho nó chạy. Chứ còn cũng không ông nào, không nhiều ông bán Fuxicolin nữa. Đấy là mình xuống GAG Moto thay để mà thay Fuxicolin. Cả xuống đấy rửa qua cái xe luôn, vì hôm qua để ngoài mưa, xong rồi lúc buổi chiều buổi hôm qua lúc mình đi làm thì để xe ngoài trời nó mưa, xong rồi lúc mình lau vào giấy ăn này thì nó dính lại các cái bụi giấy ăn ở đây. Là xe cũng đi mưa 2 hôm, 1 hôm khá là bẩn rồi, nên là mình chỉ đi rửa luôn một thể. Hôm nay sẽ là rửa xe, thay dầu và đổ xăng. Hôm nay mình có một cái cuộc lịch hẹn với bên Decan Forby để xăng dán nốt mấy cái miếng Decan nữa, nhưng mà mình chưa biết là mình có đi hay không. Bởi vì đi dán thì đến trưa mất, mà ngồi ở đấy thì cũng chưa biết được. Khả năng cao là mình sẽ đi, bởi vì sáng cũng chưa có gì, mà chiều mình mới đi với người yêu mình, thì có thể là mình sẽ phi qua đấy để mình dán Decan ở bên đấy. Dán có 3 cái miếng màu đỏ, nó không có gì là căng thẳng cả, nên là chắc là cũng chỉ 2-3 tiếng hết cỡ. Cái thay dầu xe của con này thì cũng khá là buồn cười, vì là nó con này dầu nó lại ăn là 1.3 lít, hơi lẻ. 1.3 lít mà nếu mà thay cả lọc thì sẽ là 1.4 lít. Lọc thì dùng chung với cả Exciter 150,
Đấy, nói chung là đồ đạc thì cũng dễ, chỉ có mỗi cái là cái độ ăn nhất của nó lại hơi bị lẻ lẻ. Đấy, mình không biết là mình để ý là có một số shop họ có cả bình dầu lẻ 1 lít và có cả can, thì họ sẽ xé lẻ cả can ra để họ bán cái phần lẻ cho xe. Còn xe này thì chưa biết như nào, có thể chắc là phải mua đến 2 bình rồi. Ôi, phê, tưởng chưa mở thật. Cho mình thay dầu với. Mình để vào trong kia rồi nhá. Mới thay dầu xong rồi anh em ạ. Bây giờ để xem chỉnh được thử chỉnh đồng hồ xem nào. Rồi. Bây giờ là 9:51. Đó, 9. Tại sao mẹ là 51? Chết mẹ, ô tô vào. Vừa. 9:52. 52 rồi. Rồi. Ok này. Chip dầu, không có chip dầu rồi. Mình sẽ để chip 1 đi. Chip 1 của mình sẽ là chip dầu. Ok. Để cho nó nổ một lúc cho nó dầu giếc nó bơm lên xem nó có bị xì xước ở đâu không, cái là quay lại bắt đèn shop luôn. Nay thay dầu bên này gặp cái bạn thợ này làm việc gọi là chuẩn chiếu kê phết. Bạn này làm thì hơi lâu nhưng mà bạn này làm rất là kỹ. Vặn cái nhớt xả, cái ốc xả dầu ra xong rồi bạn ấy còn nghiêng trái, nghiêng phải và nghiêng lâu. Mình đứng mình cầm cái máy quay mình cảm giác kiểu bạn ơi bạn thôi đi, mình thấy thế đã đủ rồi đấy, dầu nó cũng ra hết rồi đấy. Thế xong rồi là lau ốc nhớt, lau nói chung là làm rất là kỹ. Đấy, lúc mà thay cái lọc dầu, tháo cái lọc dầu ra, bạn ấy tháo ốc cũng rất là từ từ, tháo rất là từ tốn, không kiểu vội vã gì cả. Xong rồi là lau chùi các thứ sạch sẽ, thề luôn, mình thấy ngại luôn ấy, kiểu đứng đấy cứ đứng nhìn bạn ấy, xong rồi bạn ấy lau này lau nọ, lau kỹ vai, thế là mình cũng hơi bất ngờ thật. Cái lúc mà các bạn ấy siết ốc của cái con của cái bên mà lọc dầu ấy, mình phải đúng là vãi đái thật, bởi vì là bạn ấy còn tháo ra, nghĩa là vặn ốc ra ốc vào để xem là nên vặn con nào vào trước, kiểu con nào vào sâu hơn ấy, con nào vào trước con nào vào sau để cho nó cân cái mặt đấy, xong lau chùi sạch sẽ. Đúng là lâu hôm qua đây làm thợ thiết làm ăn này, ok phết nhỉ. Vì dốc đúng một lần ngày trước mang con R3 sang đây rửa thì bị cháy sạc đó. Bây giờ mình sẽ hơi không mất thời gian của anh em nữa, mình sẽ phi thẳng sang bên Decan for Bike nhá. Cũng muộn rồi. Bây giờ xa nữa cũng phải 10 giờ. Rồi đoàn đến trưa luôn mất. Thế thôi mình sẽ đi sang Decan for Bike nhá. Rồi. Hello anh em nhá. Bây giờ là 1:15 luôn, vãi đái thật. 10 giờ mình ra ở đây làm được gần 3 tiếng chỉ để dán 2 cái màu này, 4 miếng màu rửa xe. Thế nên anh ấy chậm nhỉ, mình thấy là lâu vãi đái. Đồ chơi ở đây các bạn ấy sửa không kỹ, và để rửa ống kỹ và làm ăn cũng nhiệt tình á. Có mỗi cái phần dán là mình chưa được ưng lắm rồi. Nói chung là nói một đằng các bạn làm một nẻo, chọn chất liệu một đằng các bạn lại làm một nẻo. Thế là lúc ấy mình gửi xe, mình để xe ở đấy xong mình ra cà phê mình ngồi rồi. Đang ngồi thì bạn
bạn sale hay nào, bạn ấy gọi, bạn ấy gửi ảnh cho hỏi giá là đúng không. Không đúng, mình giải thích mãi không hiểu nên mình lại phải quay về, xong rồi cho mấy anh em thợ ở đấy chưa ăn sáng cái nào ấy, nói chuyện cục xúc vãi. Sau mấy ông đi, mấy ông ấy ăn trưa xong rồi ra làm nốt xe của mình thì lại ok vui đấy. Thế là bây giờ là màu sắc là bắt đầu là quay trở lại rồi. Người yêu mình có bảo hôm qua là xe của mình trông nó không được nữ tính, giống như cái xe cũ. Thế là nữ, không nữ tính thì nó không có màu đó. Nói chung là cũng được. Bên này rửa cũng cũng kỹ phết, dưỡng xích làm cũng rất là ok. Bây giờ là mình sẽ đi đổ xăng và kết thúc clip thôi. Clip rồi nó cũng dài đến ruột rồi. Chiếc này bây giờ phải đi kiếm cây rút tiền nữa. Đây rồi. Chứ tiền tài khoản là nó không đủ. Tiền mặt là nó không đủ để rút tiền để vào đổ xăng hộ đầy bình cho nó sướng. Nhanh gọn. Đi. Bây giờ ra ngay cây Petrolimax ở gần đây đổ thôi. Ngay dưới đường này là có rồi. Chip 1 này, chip 2 mình sẽ để là chip báo xăng. Xem con này đổ đầy bình xăng, con này thì bằng MT03. Để xem đầy bình đi được bao lâu. FC. Thế là 300.000 đầy bình 11 lít thì phải. Cũng được, cũng ổn. Nó tự hồi về à? Đúng không? À không, nó cũng không xịn thế. Nghe. Rồi, bây giờ thì đi thôi. Thế là xong nha. Thế là hôm nay là đã mất một buổi sáng. Ra đường từ 9 giờ. Bây giờ là 12 giờ. 1 giờ, 3 tiếng, 4 tiếng. Đã thay dầu, rửa xe, dán xe, vệ sinh nhông xích đầy đủ. Thế là ngon rồi. Rồi, mình ngọt đây. Peace.